Ok, chào mọi người, mình là Vũ, quản lý kỹ thuật của team công Vinh Kiển đây. Thì các clip ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là 5 cái yếu tố mà ảnh hưởng đến quá trình khoáng hóa nha, hay gọi là tốc độ khoáng hóa ấy. Thì khoáng hóa như thế nào thì mình cũng có chia sẻ đến clip mà trước rồi, là cái clip mà sự phân giải các chất hữu cơ trong đất ấy. Tiếp clip này này thì mọi người xem lại nhé. Thì 5 yếu tố mà ảnh hưởng đến cái quá trình khoáng hóa đó là thế nào, là thứ nhất vật chất hữu cơ trong bề đất, thứ hai nhiệt độ, thứ ba độ ẩm, thứ tư pH và thứ năm là thoáng khí. Vì sao nó như thế này thì nó liên, mọi người biết là quá trình khoáng hóa đấy, mọi người mà hiểu về khoáng hóa là mọi người biết khoáng hóa là một quá trình nhờ gì, vi sinh vật trong đất. Và mọi người biết 5 yếu tố này thì cũng là 5 yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đấy các vi sinh vật trong đất luôn, nếu mà nó là gọi là 5 yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp với nó luôn, và chứ không có phải là gì khác nhá. 5 yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến các vi sinh vật đó luôn. Thì như thế nào thì, và chúng ta vào cái đầu tiên đó là vật chất hữu cơ nhé. Thì mình di chuyển tí cho mọi người xem này, ví dụ nhé. Thì mọi người biết này, như trong đất mà vật chất hữu cơ trong đất ấy mà muốn được quá trình khoáng hóa diễn ra nhanh ấy, thì cái vật chất hữu cơ ở đấy nó phải là gọi là dễ phân hủy, dễ bị cắt đứt, thì các vi sinh vật nó làm việc mới nhanh. Còn quả dạng mà khó hơn ấy, khó cắt đồ, khó nhai, khó gặm hơn ấy, thì nó phân hủy lâu hơn, đơn giản thế thôi. Thì cái vật chất hữu cơ trong đất mà để mà dễ phân hủy đó là như này, các loại chất xơ, dầu sơm này, dầu đạm này, dầu các khoáng chất canxi, magie này, hay là lăng, phốt pho. Đó là những vật chất hữu cơ dễ phân hủy. Vì sao? Vì mọi người hiểu cái cấu trúc của vật chất hữu cơ đấy, hay các cây này kia đều cấu tạo lên từ vật chất hết, là các loại khoáng chất rồi các thành phần khác này, nó giống như là một cục vậy này, hiểu không? Nó như một cục hay là một cục hay là một cái mạch mà nó hơi dài dài tí, nhưng mà nó vẫn dễ, nó chỉ cần đưa kéo hoặc vi vật, nó chỉ cần cắt 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 cái là rồi nó phân hủy được thành khoáng rồi. Còn các loại mà khó hơn như các gốc như tannin này, hay là dầu mỡ này kia ấy, thì nó khó hơn, nó cũng là cái mạch, những cái mạch nó to hơn, hay là cái cục của dinh dưỡng nó to hơn. Mình ví dụ nhé, cái này mình ví dụ nhé, thì nó cần nhiều thời gian hơn, nó phải cắt ra, một bước đầu tiên nó phải cắt ra từng thành những cái mạch nhỏ hơn, và từ cái mạch nhỏ hơn nó mới cắt thành khoáng chất được. Còn cái mà những vật chất mà dễ phân hủy thì nó chỉ là dạng mạch rồi, cắt một phát là ra được khoáng chất luôn. Còn cái này là nó dạng khó hơn, nên nó phải trải qua nhiều công đoạn phân hủy hơn nhé. Ok, là đó là cái thứ nhất về vật chất hữu cơ. Thứ hai là về nhiệt độ. Ok, thì nhiệt độ thì cũng ảnh hưởng trực tiếp với vi sinh vật luôn. Nhiệt độ mà tối ưu so với vi sinh vật ấy là 25 30 độ C cho mọi người nhé. Là đó là về mặt nhiệt độ, thấp hơn cao hơn thì sẽ có ảnh hưởng, nhưng mà 25 30 độ C là ok nhất. Rồi tới độ ẩm, thì độ ẩm là đây, nếu mà cao quá đó thì nó lại sẽ ẩm cao quá thì quá trình yếm khí không thể xảy ra được, nó khó. Mà thấp quá mà khô quá thì cũng được. Đây là độ ẩm mà ở mức ok là 80 80 hoặc 70 80% thôi là ok. Rồi tới độ pH, pH thì pH mà thích hợp thì cho vi sinh vật, hay là thì cũng là cho vi sinh vật thôi, là pH từ trung tính nha, thì 6,5 7,5 là pH trung tính ấy. Đất chua quá không được, kiềm quá không được, mình phải xử lý cho về trung tính để tạo môi trường tối ưu cho quá trình khoáng hóa xảy ra. Ok, và cái cuối cùng đó là không khí, thoáng khí. Thì đúng rồi, nhiều vi sinh vật phải cần oxy để nó mới có phân giải được, hay là gọi là sự phân giải hiếu khí ấy, thì mới cần nhiều oxy. Nhiều oxy thì đất phải thoáng khí, rồi bề mặt phải thoáng khí, thì quá trình phân giải nó diễn ra nhanh. Thì mình cũng làm những clip về hữu phân rồi vi sinh vật rồi, mọi người hãy xem lại những clip đó của mình thì mọi người sẽ hiểu thôi nhé. Còn về tiếp là về cái đấy là 5 yếu tố, đó là thứ nhất về vật chất hữu cơ, cái gọi là bản chất của vật chất hữu cơ. Thứ hai là về nhiệt độ, thứ ba độ ẩm, thứ tư là độ pH, và thứ năm là thoáng khí. Và những mọi người xem lại 5 yếu tố mình nói đó là điều kiện tối ưu, là ở Việt Nam mình là y như thế luôn. Thì nó vì nó y như thế nên là cái đất tại Việt Nam là thường là giàu chất khoáng rất là nhiều, dinh dưỡng có trực tiếp trong đất rất là nhiều.
nhưng mà nó lại nghèo, một cái là nghèo chắc mùng, hay là cái cấu của đất nó lại không được bền vững. Đấy cũng là một cái mặt lợi và mặt hại nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem hết clip này của mình nhé. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ ấn nút đăng ký kênh giúp mình nhé. Rồi, chào mọi người, hẹn gặp mọi người những clip sau của mình nhé.